Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Mình là Nguyễn, rất vui khi mà gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video chia sẻ về những kiến thức về phần mềm Camtasia Studio 9.1. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái hiệu ứng khá là ấn tượng. Và các bạn nhìn trên màn hình, các bạn thấy đây là một cái video gốc, hoàn toàn chưa có can thiệp gì của hiệu ứng hết. Và đây là một cái video đã có hiệu ứng. Và các bạn có thể thấy có sự khác biệt gì giữa hai video. Đầu tiên thì chúng ta có hai cái dải băng đen ở bên trên và bên dưới. Và hai cái dải băng đen này thì các bạn sẽ rất là hay gặp khi xem những bộ phim về Hollywood. Tại vì những cái bộ phim Hollywood thường được chiếu trên rạp chiếu phim. Nhưng mà lúc mà các bạn xem trên YouTube hoặc là các bạn download cái bộ phim đó về và xem trên máy tính thì các bạn sẽ thấy bộ phim đó nó tự nhiên có hai cái dải băng đen như thế này. Thì cái đó là do sự khác biệt về khung hình thôi. Tại vì những cái rạp chiếu phim thì sẽ chiếu trên những cái màn ảnh chiều ngang khá là rộng. Nhưng mà khi các bạn tải về hoặc là xem trên YouTube thì nó sẽ bị co lại thành cái độ phân giải giống như là HD 720, Full HD 1080. Thì nó xuất hiện hai cái dải băng đen này để nó tràn ra, tràn quyền ra ha. Và ở đây thì chúng ta đã có một sự cải tiến nữa. Ngoài hai cái dải băng đen thì có một cái đường chỉ chặn để tạo sự điểm nhấn, hay còn gọi là tập trung cái nhìn vào phim ảnh. Thì các bạn thấy đây là một cái video gốc chưa có gì hết. Các bạn thấy cái màn hình nó rất là rộng ha, các bạn nhìn tứ tung hết. Nhưng mà sau khi có cái dải băng đen và cái đường chỉ chặn này vào thì các bạn thấy tập trung vào những cái nhân vật hơn ha. Và đây là những cái mẹo mà những video về du lịch thì họ hay áp dụng cái hiệu ứng này cho video của họ. Những video về du lịch, phong cảnh thì họ làm vậy để nó trông giống, nó điện ảnh hơn thôi. Thì hiệu ứng này rất là dễ với cái phần mềm Camtasia Studio 9.1 này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng này xóa đi ha. Ta cứ từ từ học làm thôi, không có gì phải vội hết. Rồi đây là một cái video gốc, độ phân giải của nó là 720. Giờ chúng ta sẽ đưa nó về cái độ phân giải 1080 Full HD. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái lệnh crop để cắt cúp cái video này. Các bạn kéo xuống ở trên xuống ha. Khi mà các bạn kéo xuống thì nó sẽ có một cái viền đen. Và khi kéo ở dưới lên thì cũng có một cái viền đen tương tự. Thì đây là một cái kiểu làm viền đen trong phần mềm Camtasia Studio 9 thôi. Có rất là nhiều cách, nhưng cách này là cách dễ nhất rồi. Đó. Bây giờ thì giống như là phim Hollywood. Rồi, tiếp theo thì làm thế nào để tạo cái đường chỉ chặn. Tạo cái đường chỉ chặn thì các bạn phải vào cái phần Visual Effect nè. Chúng ta có cái phần đó là Border. Đây là cái hiệu ứng tạo viền cho video. Để các bạn kéo cái hiệu ứng này xuống và nhìn bên tay phải sẽ có một cái bảng lệnh. Bây giờ thì các bạn đẩy cái thanh thickness này lên 8 hoặc là 9 thì các bạn sẽ thấy cái đường chỉ chặn đã xuất hiện. Tại sao chỉ chặn mà không phải là chỉ màu khác? Lý do là ở đây các bạn đang chọn màu trắng thôi, cái phần color nè. Chúng ta có thể chọn màu cam, màu vàng. Nhưng cái màu chỉ trắng nó sẽ làm nổi bật hơn, tại vì nó đối nghịch với màu đen. Chúng ta chọn chỉ trắng là phù hợp nhất trong những cái trường hợp dành cho video ha, dạng này. Dạng này giống như là giả lập phim, hiệu ứng phim Hollywood thôi. Có chỉ trắng vô để tăng thêm cái phần ấn tượng. Chứ thực chất thì cũng
chả cần cái hiệu ứng này cho lắm, để bình thường như vậy là cũng đạt yêu cầu rồi. Quay ra là đạt yêu cầu rồi. Này chỉ khi nào muốn cầu kỳ hơn thôi, khác biệt thì giống như này. Và hiệu ứng này dùng cho phim, cho video về du lịch, phong cảnh thì các bạn sẽ thấy những cái này, hoặc là dùng cho vlog nếu như các bạn muốn có một cái gì đó ấn tượng. Thôi nói chung thì thích thì làm thì dùng thôi, chứ chả biết trong trường hợp nào cụ thể ra sao. Các bạn muốn thì các bạn dùng, và cái cách tạo cái hiệu ứng này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn khá là chi tiết lúc nãy ha. Chúng ta có lệnh crop và kết hợp với border và điều chỉnh thông số để tạo cái đường chỉ chắn, như vậy là xong, rất là đơn giản, chả có gì cầu kỳ hết. Nhưng mà cái mục đích đem lại là chỉ tạo được cái ấn tượng cho video thôi. Các bạn thấy bây giờ chúng ta nhìn video nó rất là chắc khung hình ha. Nghe không? Nghe thử bài này ha. Lúa đồng xa màu thiên thanh gặp anh cũng khá là ấn tượng rồi. Và hy vọng rằng là sau video này thì các bạn có thể biết thêm một cái hiệu ứng trong phần mềm Content CA từ độ chính. Và hiệu ứng này là chúng ta tạo rất là đơn giản thôi. Rồi nếu như các bạn muốn xem những video hướng dẫn về phần mềm Content CA một cách chi tiết, bài bản và thú vị thì các bạn có thể nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ mình và để cập nhật thường xuyên những video mới. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.